đang có mặt trên đường Nguyễn Huệ nha các bạn. Đây là cái khu trường tường thuật trực tiếp bóng đá của Việt Nam và Thái Lan hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2019. À, nguyên một cái con đường Nguyễn Huệ, nguyên con đường đi bộ này nè. À, thành phố gắn 1, 2, 3, 4, 7, 8 cái màn hình luôn, xuyên suốt khoảng 500 km. Các khán thính giả của mình ngồi hết bức dịch ở đây rồi nha các bạn, không còn lối vào nữa đâu. Không khí ở đây rất là sôi động. Để dành cho người đi bộ đi qua đi lại thôi. Còn ở giữa là tập trung coi đá bóng. Những cái màn hình lớn rất là rộng. Khán thính giả ngồi ở dưới đất nha các bạn. Trời cũng rất là mát. Chiều mưa vừa xong nè. Coi mà mỗi lần mà có bị phạt hay gì là coi khán giả la lên hết hồn luôn. Đông không cả nhà? Biết một con đường này luôn, đường rất là lớn. Ai mà không đi coi đá bóng thì đi vòng vòng ở ngoài đây đi chơi. Còn ai mà coi đá bóng thì đi vô cái len trong mà ngồi. Đây, màn hình lớn nha các bạn. Tiếp tục là pha can thiệp của Tuấn Anh. Bây giờ là giữa hiệp 2 rồi.